Xin chào các bạn nhé. Hôm nay là một buổi rất đẹp trời. Đấy các bạn ạ, anh em mình nằm nồi ốc hấp nhé. Wow. Thầy trò mình mời các bạn. Thầy chăm chăm nha các bạn nhé. Mời các bạn uống rượu và ăn ốc của nhà mình nhé. Mời các bạn. Chăm chăm đi, trên đầu đi. Không, các bạn cười. Mời các bạn nhá. Ngon quá, đây các bạn này. Đây là món ốc của nhà mình nhé. Này, con thử đi. Ăn xem hương vị thế nào nào. Phía đứng bỏ cả nước nha con nhá. Đây cầm một nước ra. Nóng thế thì mới ngon. Mời các bạn này, các bạn ơi. Đây là con ốc mình vừa hốc xong nhá. Mình mời các bạn này. Ui nóng quá. Một tí tỏi. Một chút ớt. Thơm lắm. Vâng, đây, mời các bạn này. Mình mời các bạn này. Xem ra gì. Được. Hào hán. Hào hán. Hôm nay mình sẽ hấp bia các bạn. Cái ốc phải nhanh chín mà. Hấp bia xong là có thể bỏ ra để uống tiếp. Hấp bia ăn luôn tại chỗ luôn. Đây, xếp ốc vào đây. Tinh bung. Đấy, món này uống rượu thì phải tuyệt vời đấy các bạn. Rượu, bia là mồi nhấm gọi là tuyệt vời nhất. Ốc đồng quê hoa nhé các bạn nhé. Quê hương đấy. Nhẹ nhàng thôi nhưng mà sơn hào hải vị chưa chắc đã ngon bằng nó đâu. Không đổ hết bia vào. Mình sẽ cho nốt con bia vào nhé. Rồi chín nhé. Hello chào các bạn, Trần Đức TV xin chào các bạn nhé. Các bạn ạ, hôm nay thì mình lại làm món ăn các bạn nhé. Hôm nay mình làm món ốc các bạn, món từ ốc nhá, ốc biêu vàng. Ở đây là mình có chuẩn bị một ký ốc biêu vàng. Đấy, các bạn ạ, đây là một ký ốc biêu vàng này. Còn đây là phần thịt, thịt lợn xay các bạn nhé. Đây là phần vỏ ốc. Đây là phần lá xả. Đây là phần mộc nhĩ nấm hương, ớt và ngũ vị hương. Còn đây là phần hạt tiêu, mì chính, hạt lêm và nước mắm. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị đầy đủ các bạn nhé. Nguyên liệu thì đây mình chuẩn bị hết đầy đủ rồi. Thế bây giờ mình phải đi chế biến cái phần thịt ốc này. Thịt ốc mình làm sạch rồi, bây giờ mình thái phần thịt ốc này và phần mộc nhĩ nấm hương này. Nói chung với phần gia vị này mình phải thái nhỏ ra để chế biến để trộn vào nhé các bạn nhé. Đây giờ mình sẽ sơ chế phần thịt ốc nhé. Thịt ốc này mình phải thái nhỏ các bạn ạ. Dưới nhà dưới nấu cơm chả nhà chú ấy. Xong phần thịt ốc này băm hết cần ốc này hết. Không xay thì nó không ngon, xay nó nhỏ quá, cái đặt băm vào chân sật nó mới ngon. Cũng nhĩ nấm hương hả? Thái hết hai cân ốc, à một cân ốc lâu quá. Giờ đến phần mộc nhĩ nấm hương. Ui đực, thái cho phút này. Cái này nó phải có nấm hương đúng không?
kỹ đâu. 1 kg mốc này, đây là phần mộc nhị năm hương này, mình đổ đây nhá, ủa nhiều quá. Đây là phần thịt xay các bạn nhá. Đây làm cái cả họ ăn. Đấy, hôm nay mình làm món khổng lồ luôn. Thịt xay này, ớt này các bạn nhá. Ớt băm này. Cái này thì phải có ớt nó mới ngon. Ớt băm này. Ngũ vị hương các bạn nhá. Cho cả gói ngũ vị hương luôn. Nước mắm này. Hạt nêm. Này, cô vừa xong rồi chấm. Chơi cả một chậu luôn. Kinh khủng. Mì chính. Tiếp đây là hạt tiêu các bạn nhé. Hạt tiêu hột này. Đấy, hạt tiêu. Chính luôn. Đấy, nguyên liệu xong rồi. Giờ mình sẽ đảo nó và ướp trong vòng nửa tiếng nhé các bạn nhé. Cho thêm tí dầu ăn các bạn nhé, cho nó mềm. Rồi, phần dầu ăn. Nhiều quá nhỉ, này còn mâm khổng lồ. Thêm ít bịa nữa vào nhé. Bịa? Bịa lợn. Còn đây có bịa lợn. Này chỉ cho vào rang vào nấu nó ăn luôn, ngon. Hấp ngon. Nhỉ. Hấp là chuối, bọc là chuối, hấp. Bọc có chuối nhỉ. Ốc với bọc là chuối này ngon. Nhiều mình chỉ nhiều ớt, nhiều hạt tiêu này nó ngon. Thơm của mùi hạt tiêu. Ngũ vị hương nữa. Ngũ vị hương sợ thế ít. Một gói là đủ rồi, bởi vì là số lượng này nó cũng không nhiều. Bắt đầu thầy mình để trong vòng 5 phút sau thầy mình cứ thế bốc bút mồm nha các bạn nhé. Nửa tiếng. Nửa tiếng bắt đầu mình cho vào vỏ ốc, mình nhồi vỏ ốc vào cho nó hấp. Mình sẽ trần qua vỏ ốc nhé. Rồi mình cho một chút lá xả vào nhé. Lá xả sủi cái đang mình sẽ cho ốc vào, cho vỏ ốc này vào. Mình trần qua. Đấy, luộc vỏ ốc cái này thì nó mới là tiệt trùng này các bạn này. Sủi sục bây giờ tắt bếp đi, vớt vỏ ốc ra, đổ vỏ ốc ra. Rồi các bạn ạ, mình chuẩn lấy cái lá này nhé. Mình dồn nó vào ốc vào đây. Hơi ít thịt lợn, nhiều thịt lợn thì nó sẽ bết hơn. Nhét quả ớt vào giữa thì ngon. Được quả một. Sau cho quả ớt vào giữa thì ngon. À nhá, đây là phần ốc anh em mình đã rồi này. Đấy, rồi vào trong này nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái nắp này mình để đây, mình đổ bia vào. Hôm nay mình sẽ hấp bia các bạn. Cái ốc phải nhanh chín mà. Hấp bia xong là có thể bỏ ra để uống tiếp. Hấp bia luôn tại chỗ luôn. Đây, xếp ốc vào đây.
kinh bùng. Đấy, món này uống rượu thì phải tuyệt vời đấy các bạn. Rượu, bia là mùi nhấm gọi là tuyệt vời nhất. Ốc đồng quê hoa nhé các bạn nhé. Quê hương đấy. Nhẹ nhàng thôi nhưng mà sơn hào hải vị chưa chắc đã ngon bằng nó đâu. Không đổ nốt bia vào. À, mình sẽ cho nốt con bia vào nhé. Rồi chín nhé. Ok, à, các bạn ơi, để cho một quả ớt nữa cho nó đúng vị luôn. Cho vào xả cho mùi, cho nên thật thơm. Cho một ít lá xả nhé, nữa. À, quả này. Đấy, giờ mình sẽ để đây nhé các bạn nhé. À, bạn đây. À, xin chào các bạn nhé. Hôm nay là một buổi rất đẹp trời. Đấy các bạn ạ, anh em mình làm nồi ốc hấp nhá. Bây giờ ốc đã chín rồi này. Ốc hấp thì mình hấp ngay trên này nhé. Trên bếp này ăn luôn trên bếp cho nóng. Cho nhỏ lửa đi. Đấy. Đây là phần lá xả của mình nhé các bạn nhé. Mình sẽ bỏ phần lá xả đi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức món ốc. To quá nhỉ. Tắt bếp rồi, chín các bạn nhá. Mời các bạn cùng ăn với anh em mình. Ra rượu đi con. Hôm nay nước chấm của anh em mình sẽ là dùng tỏi các bạn ạ. Tỏi và mình đến quả ớt mình đã hấp rồi nhá. Mình đã hấp ở trên bia này rồi. Đại ca ở trên này. Được, chắc lâu lâu đấy là bỏ kèm bữa ốc. Rồi vỏ này hấp ngon thì hôm nay nhà mình làm bữa là mời các bạn ngon luôn. Một bát, em ăn xẻo đây. Đi đây. Giờ đấy. Được chưa? Đây, ăn ai thì xúc sang. Rồi, thầy trò mình mời các bạn. Chăm chăm nha các bạn nhá. Mời các bạn uống rượu và ăn ốc của nhà mình nhá. Mời các bạn. Chăm chăm đi, trên đầu đi. Không, các bạn cười. Như vậy các bạn nhá. Ngon quá, đây các bạn này. Đây là món ốc của nhà mình nhá. Này, con thử đi. Ăn xem hương vị thế nào nào. Phía đứng bỏ cả nước nha con nhá. Đây, cầm cái nước ra. Nóng thế thì mới ngon. Mời các bạn này các bạn ơi. Đây là con ốc mình vừa hốc xong nhá. Mình mời các bạn này. Ui, nóng quá. Tí tỏi, một chút ớt, thơm lắm. Vâng, đây mời các bạn này. Mình mời các bạn này. Chấm ra gì? Mùi mộng nhĩ nam hương thơm nhỉ? Sạch như ốc. Ốc mình băm không nhỏ mà, nhỏ có vị sạch đúng không? Băm mịn quá không ngon. Cái này vẫn chưa cay. Chưa cay ăn thêm ớt vào. Ngon quá, ngọt kìa. Hấp bia quá. Hấp một bia. Ngon. Nào con nữa. Nó được. Vô. Vô. Yo, chúc sức khỏe. Chúc mừng năm mới các bạn nha. Ăn với tỏi chua này ngon.
Đó, gọi em cho nhỏ em. Nó gì? Tạm trăm. Còn quá. Đây, 400 này hết. Không, sao không? Ui trời ơi, thực sự là hôm nay mà đây ngon, nặng miệng nhỉ mà không béo nhỉ. Ăn thịt thà nó còn béo, cái này không béo. Mà quả ớt. Đây không ăn đấy à? Ăn còn, cay á. Thôi hai thầy trò hết cốc này thôi. Uống vừa trong say là về mẹ lại mắng. Ngon quá. Chà chà em ăn một lần cho thêm ít ớt ăn cái tê ngon. Sao mà cũng không được bắp này. Hơi khô. Hơi khô. Hôm nay là hơi ít thịt. Cái thêm thịt nữa ngon. Nhiều ớt quá. Ăn luôn trên này thì mới nóng, còn mình bỏ ra là nhanh quá. Thì mùa này bắt ốc khó lắm, không có. Bắt mãi mới được, cửa đấy ốc. Thì mùa này mùa khô. Ốc đi ngủ hết. Ngon. Ngon quá. Ngon tốt quá, ngon không? Ngon. Không vừa có ngồi bút nào tả được. Nhanh lên. Ăn nhiều thế. Răng mỏm à? Con thì 2-3 con nó no. Đã lắm. Răng đau không ngại các bạn. Quá tuyệt vời. Ăn cả vỏ. Thôi được cả thịt bò à? Quá. Nào, rồi, tiếp cái thằng bún lợn. Không có nhà. Dô, mời các bạn. Lại xem đúng video này, thử phân biệt với nhá. Rượu ngọt quá. Bạn ngon lắm không nhá. Cái món ốc này thực sự là ngon luôn. Nếu các bạn mà có điều có thời gian ấy, các bạn làm cái món này, mình đảm bảo các bạn là uống rượu uống bia, anh em nai dai cực ngon luôn, mà cả không uống rượu ngon, làm với gia đình cũng ngon nhá. Ăn nó không ngán nhá. Ngon ngon. Với 8 con. Ăn ngay trên này mới ngon. Đã nguội. Nóng quá. Đúng không? Ăn đi. Nào. Rượu ngon này không uống này. Cạn đâu, đầy nước này. Đấy, cái thịt ngút này mới ngon. Vừa ăn cũng bốc khói. Chọc sông hơi. Bây giờ chén rượu ở mặt mới đỏ.
rượu này ngọt này. Rượu này như rượu bị tây nhưng mà con đi nước ngoài là con mua về biểu thầy sao ấy. Vậy các bạn nhá. Bây giờ thực sự là xuống ốc bây giờ nó mới là lại nóng lên mà cái vị thơm của nó ngon ngon lắm bạn. Đâu. Vậy bên tây như là con vẫn nấu xếp sao? Ủi nóng quá các bạn ạ. À các bạn ơi. Đấy, ăn kiểu này nhá thì nó mới có linh hồn. Nóng gian những kiểu rau sống đâu cả. Hôm nay không quên mang rau sống. Trong trăm mình có được mình ăn ít nhất, không ăn được nhiều. Được thêm ăn nhiều cũng lắm. Các bạn nhé, cho tí tỏi nhé. Đây, cho thêm mình nữa. Ây, nóng lắm. Đấy. Nóng quá. Cả quả hả? Không, quả cay lắm. Quả này cay lắm. Rồi, mời các bạn nhé. Quả này. Mình cắn nửa quả ớt và ăn cái miếng ốc ngoài nhá mời các bạn. Miếng ốc to thế chứ phải cả quả mới đủ. Cay lắm. À, mời các bạn. Đấy. Quá. Trộn tí nước mắm ạ. Quá. Dẻo thế. Nước này. Nước con. Ăn cái khô. Cái này nó phải hấp. Hấp trên cái chỗ sôi thì nó mới kín. Thì nó cao. Cái chỗ lục con điện này gì? Cái chỗ sôi mà, chỗ sôi này này. Có bầu không? À, được không? Món này được. Món này ngon quá. Con nghĩ ra đâu mà, nghĩ từ bao giờ mà bảo làm món này. Xem đâu mà có món này ngon thế. Xem trên mạng á. Trên mạng á? Ồ, con này giỏi nhỉ. Con này nó biết xem trên mạng, nó bảo bố làm cho ăn. Giỏi, lần sau lại xem bố làm nhá. Xem quay về bố làm quá. Con sẽ mở kênh để cho bố xem. Kênh hay lắm, nhiều hay lắm. Kênh hay nào á? Video hay lắm. Ồ, ồ, thế thì được. Bố lại thích ăn uống à. À. Mày lần sau mình lại xem món ngon về cho bố làm cho ngon nhá. Vâng. Yo, mời các bạn. Mình nhã mãi trả hết con ốc và coi. Ốc nóng này ăn ngon các bạn. Người ta bảo là ăn cái gì phải nóng. Bỏng tay luôn. Ngon tuyệt vời. Cái này ngon mình. Ngon mình bị vừa sông nhá. Vừa sông xả này. Vừa ăn ốc này. Đó. Ăn nhà sau Covid thì chết hết á. Đó, đây là sông bảo đảm luôn. Quá. Rồi không bạn quả ớt nhá. Tối. Nó còn mai. Cười vợ một găm. Bên mình mới được một con các bạn. Mà thầy không mình tuổi một đống. Thầy mình được một đống vỏ á. Tỏi chua này là rất chi là ngon. Thầy mình bao nhiêu hết. Nó sẽ có hôm mình sẽ thách đố thầy mình á. Món cũng món như này, cũng làm từ ốc. Với thịt, cũng nhồi ốc. Thôi mà thì đố thoải mái. Đây, mời các bạn ốc nữa nhá. Đây, các bạn ơi, đấy. Đây là mình không rút ra, mình ngoái luôn tại chỗ này. Nhiều quá. À, mời các bạn này. Đó. Ê, ngon lắm. Ngon lắm. Các bạn.
Đấy, các bạn này. Nóng quá. Là bốc mời con các bạn con. Ui, con nữa các bạn này. Ui, rung mình rồi. Đấy. Ăn một con rung mình. Con nữa đấy, nóng quá. Con này. Con này, chăn. Đây, mấy các bạn này. Mình chăn thiếu mình không nhai rồi các bạn. Quá. Đấy, các bạn thấy ngon chưa? Nếu như ví dụ cái canh ấy, thì mình còn ăn được độ tầm 4-5 bát. Món này không nhiều. Đấy. Chuẩn chưa? Ngon vãi. Ăn một nửa nhé con. Mỏi răng lắm. Mỏi răng à? Thì dần dần à? Thôi để bố ăn nhé. Vẫn mua các bạn. Thôi, các bạn đưa lưỡi nhé. Đó. Đó. Đó, đó, uống rượu à? Đây, mua rượu gì mà đỏ này? Rượu vẫn bố, con đứa bố từ hôm con đi nước ngoài đấy. À, rượu chuối hột Việt Nam à? Rượu ngon nào? Rượu chú hột Việt Nam mời các bạn. Nhưng uống mùi có quen mùi chuối như bên mình không nhỉ? Chuối bên mình ngon hơn bởi vì là mình sơ chế tại chỗ nó thơm hơn. Để bao theo mình đấy rồi là không ngon. Thế bây giờ mày đi đâu? Con đi xuống dưới nhà không việc cái. À, xuống cho đến ngay nhé. Vâng. À, tao chờ mày rượu nhé. Vâng. À. Mời các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Đi nhanh về nhanh nhé, đừng để bố chờ nhé. Lại mời các bạn ngồi đốc vậy các bạn ơi. Các bạn ạ, bây giờ là ngoài trời là đang có mưa bay. Mình vẫn đang gọi là ăn ốc mưa bay. Ngoài trời mưa bay, mình ăn ốc ở đây. Đấy, mời các bạn nhé. Không á. Còn một xả này thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Đã chứ rồi các bạn nhá. Đây là món tỏi ngâm. Ui, ngon quá. Ăn mãi không chán. Quá ngon. À, con nữa các bạn nhé. Ô chè đúng không? Con này là ô chè đúng không? Đấy. Đấy như này. Đấy. Thấy chưa? Ngon quá. Nhân đi đâu nấu đấy nhỉ? Xuống gặp thì bạn bè thì nấu này. Thôi mình uống trước một tí rồi. Rượu một mình chán thật. Uống rượu một mình này đúng không có bạn. Không uống rượu đắng lắm. Này người ta vẫn uống rượu được. Mình chịu chết luôn. Này nằm bướng không á. Ăn mãn hồi chán. Các bạn này, các bạn xem đồng ốc mình ăn này. Đấy. Đây này các bạn ạ, vừa rồi các bạn nào cái chỗ vỏ ốc đồng mình ăn này này. Đấy các bạn ạ, một đống vỏ ốc nhá. Và đây cũng còn nhiều lắm. Nhưng mà đợi thằng Nhân nó chưa về. Thôi thì mình cũng làm những chút rượu nữa. Mời các bạn nhá, mặn cho các bạn này. Mình không uống rượu mà, cũng mấy chén mà đã thấy đỏ hết mặt này.
còn đi đâu quá về thì cùng ăn cho hết, chứ để này thì mình sao hết được, cố gắng lắm đây các bạn này, một mình đốm bộ ống nhá. Ui, ngon quá, sự là món này ngon. Còn đi gì đâu không biết, nó đi với ai mà nâu thế nhỉ, gặp bạn gặp bè nào nâu thế. Mời các bạn nhá, các bạn này, cái này nó lại sẽ không được đẹp màu đẹp, nhưng mà bởi vì là mình cho nấm hương với mộng nhĩ nên là màu nó hơi tối. Cảm thấy lâu đấy này, Nhân ơi, có lẽ phải gọi điện nói như để như này thì chờ đợi nó thì nguội hết. Đấy, mấy chén rượu đã liêng biêng là sao bấm số nhầm. Đấy. Nhầm các bạn ạ, bấm số còn nhầm đây này. Gọi điện. Tiếng mày ở đâu không về đi để bố chờ đấy. Về ngay đâu, cho mày 3 phút đến 5 phút nhá. Về ngay thì bây giờ ốc nhà ấy bây giờ ở đây nó chín hết rồi, bây giờ mình muốn ăn một chán hết nhé. Rượu vẫn chờ nhá, về luôn nhá. Đấy các bạn, đi mình phải điện về nó mới ăn. Về đi, đi để mình phải chờ đợi nó. Ok. Chờ nó về mình làm con ốc nữa các bạn. Ngon quá. Xanh quá bộ. Lại gặp bạn nào uống rượu. Thân. Mày. Này lần mình chơi nhưng bố làm video trên này con ngồi lên. Bảo ông đây ngồi được sao? Thì bảo con ngại không muốn vào video, không muốn lên TV như bố con mình. Này, như thế. Thôi bố con mình. Đó, chào nhau bố chờ rượu mày nhá. Con mời bố nhá. Thôi khi mà các bạn nhá. Dạ, uống một nửa đây, còn nửa sau là bố con mình chào các bạn. Vâng. Mời các bạn này. Các bạn nhá. Mình say quá các bạn. Cái tang rượu chuối hột mà ngâm ở Tây này mang về các bạn. Chuối hột mà ngâm ở Tây này nó xanh xanh nào hay là cho cái gì không biết. Đấy. Mua hơn 3 triệu một chai đấy. Còn mình 3 triệu ngâm được mấy trăm lít rượu nhỉ, ngoài chuối nữa. Không đúng rồi đấy. Các bạn nhìn hai cái chén rượu. Rượu gì mà rượu chuối hột mình là nó làm sao màu đẹp này nhỉ? Đến chắc cho cái màu gì vào? Con thấy được thấy mua có một chai như thế thì hơn 3 triệu thì mua về nếu bố ơi. Thế mẹ ăn của bố một tí ốc. Con chắc. Tao chờ mày, tao chờ đâu quá. Trái này ngon nè. Ốc phải làm ngon. Đúng không? Thôi, đi bố con mình bớt cho này đi. Bố con mình quay video dài quá. Mời các bạn và chúc các bạn sức khỏe. Rồi, cảm ơn các bạn. Hai bố con tôi sẽ dừng video ở đây và chúc luôn chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn xem video trên kênh Trần Thành TV được sảng khoái. Chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc và xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Xin chào. Các bạn nhớ để cho mình một like, một chia sẻ nhá. Xin chào các bạn nhá. Chào bạn nhá. Chúng ta chén vào đây. Tới tay đây.
Chào các bạn nhé.